Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và bạn quay trở lại với series video Phan Anh Business Marketing Vlog, một series mà công ty PA Marketing cộng sự của chúng tôi và giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi chia sẻ với anh chị và các bạn. Và để không mất thời gian nữa thì video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái cách mà các anh chị sẽ viết email trong công việc, giao tiếp bằng email trong công việc sao cho nó hiệu quả và ấn tượng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là ngày nay cái việc sử dụng email rất là phổ biến trong công việc, đặc biệt là cái giới văn phòng như chúng ta. Tôi với tư cách là một giảng viên cũng thường xuyên giao tiếp với sinh viên của mình qua email, hay là tôi thường xuyên chat hoặc là gửi email với khách hàng. Thì đây là một cái công cụ rất là hữu hiệu trong công việc. Thì tôi đưa cho các anh chị một số cái lời khuyên cơ bản. Thứ nhất là chúng ta nên sử dụng email có địa chỉ một cách nghiêm túc, ví dụ như là phananha@congty.com gì đó, hay là anhnp, đấy là cái cách mà người ta cũng hay sử dụng, hay là email của tôi là phananhonline@gmail, thì cái email đấy rất là dễ đọc, dễ nhớ và dễ thuộc, không bị đánh sai đó. Thì nên sử dụng những cái email nó đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, nghiêm túc trong công việc. Đấy là cái lời khuyên đầu tiên. Cái lời khuyên số 2 là các anh chị khi mà gửi email marketing thì nên có chữ ký. Rất nhiều bạn là không để chữ ký trong email. Như vậy nếu mà sau này mà người ta thích mình rồi, người ta muốn làm ăn với mình, người ta liên hệ không thấy số điện thoại, không thấy địa chỉ website, Facebook, hay là không thấy những cái gì đó để chúng ta có thể liên hệ lại một cách trực tiếp, một cách nhanh hơn, thì nên để chữ ký. Chữ ký chúng ta có thể sử dụng trong Gmail hay trong Yahoo Mail hay trong Hotmail miễn phí, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng những cái dịch vụ email chữ ký như là Stamp vân vân, nó free khá là nhiều, hoặc là gói trả phí, nó gắn logo, các thứ trông chuyên nghiệp nha, nên có chữ ký. Thứ ba đấy là chúng ta viết tiêu đề email, thì chúng ta nên viết tiêu đề email một cách trực tiếp, dễ hiểu. Thí dụ như là về việc thảo luận về hợp đồng gì gì đấy, đúng không ạ? Về việc báo giá sản phẩm gì gì đấy, đúng không ạ? Về việc truy hồi công nợ gì đấy, đúng không ạ? Về việc hợp tác với giảng viên Nguyễn Phan Anh gì đấy, vân vân. Nói chung là quan điểm của tôi là tiêu đề nên rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu. Đấy, trực tiếp luôn, không lòng vòng, được chưa ạ? Đấy, thứ hai, tiếp theo đấy là khi trong email chúng ta viết. Trong email chúng ta viết thì các anh chị lưu ý là nó sẽ chia thành các phần, như là phần chào hỏi, phần đặt vấn đề, phần các cái nội dung chính, phần cảm ơn và cái phần chào hỏi và phần chữ ký trong một cái nội dung email là như vậy. Thế thì cái phần đầu tiên là phần chào hỏi, thì chúng ta sẽ kính gửi quý khách, kính gửi khách hàng, kính gửi quý công ty. Và nguyên tắc kính gửi ở đây là chúng ta sẽ gửi từ cao xuống thấp, công ty trên, xong rồi CEO, xong rồi đến phòng, xong đến nhân viên. Thì đấy là cái lễ nghĩa rất là tối thiểu, đúng không ạ? Viết tên in hoa, rồi viết thêm những cái từ trang trọng vào trong cái văn phòng business, thì viết trang trọng một chút. Ví dụ như là quý công ty, hay là quý vị, hay là anh, hay là ngài, hay cái gì đó chúng ta nên sử dụng, được chưa ạ? Sau phần chào hỏi thì chúng ta enter xuống dòng. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đề dẫn. Trong cái email này thì Phan Anh sẽ muốn trao đổi về 5 cái đề mục công việc, đánh số từ 1 đến 5 như sau. 1, 2, 3, 4, 5. Để cho người ta dễ theo dõi, đúng không ạ? Thế sau đó thì bắt đầu về vấn đề thứ nhất là tôi thích trình bày theo những cái vấn đề như vậy để cho nó tách bạch ra. Về vấn đề thứ nhất mình đánh số 1 la mã, hoặc là 1 chấm, 1 nhỏ gì đó, hoặc là A lớn B nhỏ gì đấy, để chúng ta tách bạch nó ra. Sau đó chúng ta cũng đi trình bày một cách trực tiếp, dễ hiểu, đơn giản và văn phong theo cái lối văn phong kinh doanh, trang trọng, lịch sự và dễ hiểu, đơn giản, được chưa? Chúng ta nói cái gì chúng ta đi thẳng vào vấn đề, chứ chúng ta đừng có lòng vòng, đừng có ơi, sử dụng những ngôn từ hết sức là đơn giản, đơn nghĩa, đừng tránh những cái từ đa nghĩa ra nha. Tiếp tục, đúng là chúng ta trình bày từng vấn đề 1, 2, 3, 4, 5 theo cái vấn đề của chúng ta. Sau đó đến cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ hẹn khách hàng, hẹn đối tác là tôi rất mong nhận được cái email trả lời trong vòng thời gian này. Tôi rất hy vọng chúng ta có thể hợp tác được với nhau để có thể là hiệu quả. Tôi rất hy vọng là có thể gặp được quý khách để chúng ta có thể thiết lập một cuộc hẹn, để chúng ta có thể kinh doanh với nhau, chúng ta có thể bàn, chúng ta có thể uống cà phê với nhau, vân vân, để thảo luận công việc. Thì trong những cái phần đấy thì chúng ta nên có những cái phần gọi là bước đệm để tạo lịch hẹn. Đấy.
Và cuối cùng là chúng ta sẽ nói lời cảm ơn. Đầu tiên thì có xin chào, xong đặt vấn đề, xong đó thì hẹn hò về lịch tiếp theo. Và sau đó thì chúng ta cảm ơn, thì chúng ta sẽ rất là lịch sự và chuyên nghiệp. Đúng không? Cảm ơn, xin chúc quý công ty thế này, xin hẹn gặp lại, xin chúc quý anh, quý chị thành công, xin cảm ơn rất nhiều. Nói chung là chúng ta cần phải thể hiện cái điều đó. Và cuối cùng, đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái chữ ký của chúng ta, thường là các chữ ký mặc định hoặc là những cái chữ ký mà chúng ta đã có dạng copy paste chúng ta đưa vào. Đó. Tiếp tục, đấy là chúng ta khi mà chúng ta gửi thì chúng ta nên kiểm tra lại tiêu đề, nội chính tả và các cái nội dung một lần nữa. Nên sử dụng phương pháp double check, tức là phương pháp kiểm tra hai lần để giúp chúng ta giảm thiểu được các cái rủi ro về văn phong, hoặc là chúng ta đôi khi chúng ta nói trong những cái điều kiện mà chúng ta đang bực tức hoặc là đang không tập trung thì văn phong chúng ta sử dụng cũng có thể nó sẽ không trau chuốt, thì chúng ta nên chú ý cái điều đó, được chưa ạ? Tiếp tục là khi gửi thì chúng ta cũng hết sức lưu ý là gửi reply all, tức là chúng ta gửi tất cả hay là chúng ta gửi cho một người, thì chúng ta cần phải đảm bảo được điều đó, tránh cái việc là chúng ta gửi cho nhiều người và những người không mong muốn, được chưa ạ? Và khi chúng ta gửi thì chúng ta nếu có gửi đính kèm file, đính kèm cái file hay là những cái văn bản hay là file PDF hay file Excel hay là một cái file Word gì đó cho khách hàng, cho đối tác của mình, thì mình phải nhớ là kiểm tra lại trước khi gửi, tránh việc gửi nhầm hoặc là tránh cái việc không gửi, hoặc là gửi cái file quá nặng nó không tới, vân vân. Thì chúng ta hết sức lưu ý về điều đó. Và nếu mà chúng ta gửi nhiều file thì chúng ta nên đánh thứ tự từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và có cái hướng dẫn cho người ta là có những file gì và trong file đấy thì nó có những cái nội dung gì. Thì khi người ta đọc một cái email như vậy, người ta thấy rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và chúng ta rất là dễ ghi điểm. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các cái hình ảnh để đưa vào, hoặc là các đường link YouTube, nó cũng trong Gmail nó cũng hiển thị ra video, cũng rất là hay, rất là dễ chịu đó. Và chúng ta cũng thường xuyên check email và chúng ta trả lời. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái công cụ như là theo dõi cái việc người ta có mở email hay không. Có những người mở email nhưng không trả lời thì chúng ta cũng biết, và có những người mở email trả lời ngay, trả lời luôn, trả lời không thì chúng ta cũng biết, thì chúng ta nắm được, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng các cái dịch vụ email marketing trả phí để chúng ta làm thêm. Thì đây là một số những cái lời khuyên căn bản để giúp các bạn có thể giao tiếp email trong công việc một cách hiệu quả, một cách ấn tượng, một cách chuyên nghiệp. Và điều đó thì chỉ làm cho các bạn trở nên chuyên nghiệp và tốt thôi, đúng không ạ? Hoặc là nếu các bạn biết tiếng Anh thì các bạn soạn thảo email bằng tiếng Anh với các đối tác nước ngoài thì tôi nghĩ cũng rất là chuyên nghiệp thôi. Ok. Và nếu như các bạn có bất kỳ cái yêu cầu gì, hoặc một câu hỏi, hoặc các khó khăn vướng mắc liên quan đến quá trình kinh doanh, phát triển bán hàng, rồi thì xây dựng thương hiệu, rồi thì về marketing online, quảng cáo trực tuyến, xử lý khủng hoảng truyền thông, vân vân, đào tạo cho các doanh nghiệp cũng như là học một một hoặc là đưa đến học sinh đến lớp, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng có thể tư vấn cho các anh chị và các bạn rất là tốt. Hiện nay thì tôi đang có rất 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 nhiều các khóa học, là các bộ video trực tuyến, hoặc là rất nhiều các cuốn sách, các bộ sách mà tôi đã viết, rồi thì các cái chương trình tư vấn và đào tạo chuyên sâu, cũng như là chúng tôi trực tiếp triển khai các hoạt động marketing và sản xuất media cho khách hàng, rất là tuyệt vời. Hy vọng là sớm có thể hợp tác được với các anh chị và các bạn để các anh chị và các bạn có thể đồng hành cùng với tôi. Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất rất nhiều vì đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chúc cho các anh chị và các bạn thành công.